Quý vị khán giả thân mến, và bây giờ chương trình Giọng Hát Việt sẽ công bố kết quả cuối cùng của hai đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Trước tiên là sự lựa chọn của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời anh. Tôi sẽ không làm mất thời gian nhiều của chương trình cũng như là các bạn. Tôi không hiểu tại sao mà đợi tới lúc ngay cửa tử là các bạn mới thể hiện hết tài năng của mình. Cả bốn bạn cũng vậy nữa, chứ không phải riêng về hai bạn của đội mình. Là ngay ở lúc giờ phút này các em đã hay hơn tất cả bao giờ hết. Những vòng sing off trước đó cũng vậy nữa. Và người nào đi về nhà chuẩn bị hành lý để cùng Đàm Vĩnh Hưng với những đợt lưu diễn sắp tới, chúng ta mãi mãi là một gia đình gắn bó, năm giọng hát, năm màu sắc không thể thiếu. Và người sẽ làm cho các đội khác cần phải kiêng dè, Thanh Hằng. Sự lựa chọn của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng là Thanh Hằng, xin chúc mừng. Trọng Khương, bạn hãy nắn lại đôi chút. Xin mời sự lựa chọn của huấn luyện viên Hồng Hà. Bây giờ là thời gian dành cho bạn. Các bạn thân mến, tôi hiểu tình cảm các bạn dành cho Thái Trinh và Đào Bá Lộc, nhưng bây giờ là quyết định của huấn luyện viên. Quyết định của huấn luyện viên mà thôi. Như những gì tôi nói lúc nãy thì rõ ràng là Trinh với Bông Chua Việt Nam xuất sắc, nhưng với Over the Rainbow thì có thật là nhiều lỗi ở trong đó. Mà chị biết những cái lỗi đó nó không đáng có, bởi vì lúc em tập cùng với chị, em chứng minh cái tài năng của em với chị với ca khúc đó, nó hay lắm. Còn với Lộc, The Boyfriend, Lộc phải lấy lại phong độ của mình. Vì hai em, mỗi người mỗi phần làm tốt, nên nãy giờ thực sự chị không biết rằng là mình cần phải có một sự lựa chọn như thế nào đây. Vì thế mà ngay bây giờ sẽ có một sự công bằng ở đây. Người nào thể hiện tốt, người đấy có quyền được đi vào sâu hơn. Hình như và người mà chị lựa chọn, Thái Trinh. Thái Trinh. Thêm một lần nữa, huấn luyện viên Hồ Hà lại khó xử khi mà nhận được rất nhiều lời khuyên từ những người đồng nghiệp của mình. Tại sao có vòng sing off? Sing off là để một lần nữa tôi được nhìn lại các bạn. Vì vậy mà tôi xin lỗi hai anh chị, em chọn Đào Bá Lộc. Xin chúc mừng cho Đào Bá Lộc. Chúc mừng bạn đã đi tiếp cùng với chúng tôi. Cho phép tôi. Thưa quý vị, dạ vâng, xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Thái Trinh, em và một cô bé nữa, đúng nghĩa nhất là những cô bé biết hát. Cô bé hát thật hay, hay lắm. Anh thích cái hình ảnh, ánh mắt, nụ cười của em. Anh định là sẽ nói với Hồ Ngọc Hà rằng là em ơi, dù Thái Trinh có dừng lại hay đi nữa thì sắp tới những công ty anh làm những cái show đặc biệt á, anh rất rất muốn mời Thái Trinh tham gia. Vâng, thì tôi biết là anh Đàm Vĩnh Hưng luôn mở rộng vòng tay với tất cả các thí sinh. Dĩ nhiên là trong đó có cả Trọng Khương của tôi nữa. Tôi thật sự yêu mến và tôi thầm mong là Hồ Ngọc Hà sẽ chọn đúng như gì tôi đang cầu mong. Nhưng mà em ơi, kệ chị đi, chơi với anh. Nhưng chúng ta cần phải tôn trọng ý kiến của huấn luyện viên. Một chút nói cùng với Thái Trinh được không? Thật sự chị xin lỗi em Hồ Ngọc Hà, chị rất rất thất vọng vì quyết định của em. Không hiểu sao nhưng ngày hôm nay Thái Trinh là người đem đến cho chị cảm xúc rất là nhiều. Và
chị không hiểu tại sao em lại rơi vào vòng sing off. Và nhưng mà chị lại thầm cảm ơn huấn luyện viên của em, bởi vì lại thêm một lần nữa em lại có, chị lại có cái cơ hội để mà nghe em hát thêm một bài nữa trong đêm nay. Và với cái bài hát đó thì chị thấy rằng là giọng của em, những cái khoảng âm nó rất là đa dạng. Với những cái vòng trước mà em đã hát những cái bài hát đó thì chị thấy rằng là em là một cô bé có cảm xúc, có tình cảm và có sự chuẩn xác trong cao độ và giọng hát cũng rất là kỹ thuật. Xin cảm ơn huấn luyện viên Thu Minh. Xin cảm ơn sự chia sẻ. Nhưng mà chắc chắn là cô ấy đã có một cái lý do nào đấy mà chúng tôi là người ngoài không thể nào nhìn thấy được điều này. Vâng. Chúng ta tôn trọng quyết định cuối cùng của các huấn luyện viên. Và một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã đến với Giọng Hát Việt. Cảm ơn đã cho chúng tôi những phần trình diễn rất màu sắc. Xin tạm biệt và chúc các bạn thành công trên con đường nghệ thuật. Tạm biệt Trọng Khương và Thái Trinh. Vâng, thưa quý vị, và kết quả của đêm nay đã rõ. Bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón những gương mặt sẽ đi tiếp cùng với Giọng Hát Việt của hai đội huấn luyện viên Đàm Hưng và Hồng Hà. Xin mời các bạn trở lại sân khấu để nói lời cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành cho sự ủng hộ rất nhiệt tình cho các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Sự ủng hộ của quý vị khán giả đang có mặt tại nhà thi đấu này cũng như quý vị khán giả truyền hình đã bình chọn rất nhiều cho các thí sinh của chúng tôi. Chúng tôi không biết nói gì hơn, đó là một lần nữa cảm ơn sự quan tâm, sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả. Chính quý vị khán giả đã làm nên thành công của chương trình ngày hôm nay. Và xin mời huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng cũng như huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà cùng bước lên sân khấu. Và cùng các thí sinh chúng ta hãy nói lời cảm ơn khán giả một lần nữa. Chương trình đêm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào tối chủ nhật tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.